Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Brighton. Đây là trận đấu thuộc vòng 9 giải ngoại hạng Anh và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 21 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Manchester City sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Brighton với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể tăng 1,5 và hạ xuống còn một trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Manchester City và Brighton thì Manchester City thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Brighton. 5 trận thi đấu gần nhất của Manchester City thì Man City thắng 2 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Brighton thì Brighton thắng 1, hòa 2 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Manchester City chấp 1,25, hoặc là bạn nào an toàn hơn bạc hơi thấp lựa mức kèo phụ là Manchester City chấp một trái thôi nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Brighton thì mình thấy là Manchester City cũng đang được đánh giá là nhỉnh hơn Brighton khá là nhiều. Thứ hai nữa thì trận đấu này Manchester City có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Manchester City họ cũng còn đang vượt trội hơn so với Brighton nữa. Những lần tiếp đón Brighton trên sân nhà thì mình thấy là đa phần Man City đều tận dụng được tốt cái điểm tựa này để vượt qua được Brighton. Và trận đấu này tiếp tục Man City họ có được cái đất trên sân nhà, và lần này gặp một Brighton đang mất phong độ thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Man City có thêm một chiến thắng nữa. Với việc trận đấu này Manchester City họ sẽ có được sự phục vụ của đội hình mạnh nhất cộng với cái hiệu suất ghi bàn nó cũng rất là đều đặn thời gian vừa qua, thì với mức kèo này mình dự đoán là Man City họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Manchester City chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,75 và 3,25. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên là nhiều. Với lại là thời gian gần đây thì Brighton đã mất phong độ thì cũng không loại trừ khả năng nữa là Man City họ sẽ tận dụng được cái cơ hội này để có thắng đậm cũng trước Brighton cũng không chừng. Dự đoán sẽ là 3-1, 4-1 hoặc là 4-0 nghiêng về cho Manchester City. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Vì đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang vượt trội hơn so với đội khách thì Manchester City họ sẽ có hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Man City chấp nha. Canh tài hiệp 1 còn một trái thì vào. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Manchester City và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc anh em may mắn.